xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Mận có dịp đi trên đường Autobahn, trên đường cao tốc ở bên Đức này nè. Thì đi vào ban đêm thì Mận sẽ quay một cái clip trên đường đi ở trên đường này cho mọi người xem nha. Thì mọi người nếu như ai chưa biết đường cao tốc về đêm ở bên Đức này thì xem cùng với Mận vào ban đêm nhé. Không biết nói gì, chỉ muốn quay chia sẻ với mọi người ở trên đường cao tốc vào ban đêm bên Đức này thôi mọi người ơi. Anh bài của chú có biết bây giờ bao nhiêu giờ không? Nhưng mà anh bài của chú biết hay là anh bài của chú đoán bao nhiêu giờ là anh bài của chú ghi ở dưới comment người ta mình nè. Bây giờ coi thời bao nhiêu giờ ra nè. Bây giờ là 19:29 là 7:29 phải không mà? Dạ. Bà Ma lo chạy xe, con cứ lo quay giùm bà Ma để cho ông bà cô chú xem cho đàng hoàng. Bà Ma lo chạy xe, hỏi đừng hỏi bà Ma, bà Ma mất tập trung chạy xe con.
rồi có những con nai, con hươu, con sóc, con thỏ ở đường bên đường bên kia nó băng qua nó chạy, cho nên mình phải hết sức cẩn thận. Đây là cái video đầu tiên mà Mận quay, Mận nhờ con gái quay vào ban đêm nè mọi người. Hồi nãy không biết đỡ cho ba ba chạy xe để cho má ma quay, má ma cũng quên đây. Ông mày cái chú có biết cầm con mỏi tay quá mỏi. Con mỏi tay quá mỏi tay hả? Thôi ráng chút quay chút nữa đi con. Quay chút nữa cho ông bà cô chú xem một tí xíu nữa rồi tắt. Ủa nếu mà ông bà cô chú cầm điện thoại quay á, ông bà cô chú có mỏi tay không? Dạ nè chứ là con mỏi thì ông bà cô chú phải mỏi chứ. Này xe tải nè, xe tải chạy ban đêm. Bye bye, mẹ đang chạy xe.